Hi, xin chào các bạn. Đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình. Thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Trên tay của Duy là chìa khóa của hai cái chiếc xe S-Class ở phía sau các bạn, hai cái phiên bản nối tiếp nhau luôn. Và S-Class màu trắng của chúng ta bắt đầu từ năm 2018 đến 2021, và S-Class màu xanh của chúng ta đây là cái S-Class thế hệ mới ha. Đó, và với hai cái chiếc xe này, khi mà bên Duy ra mắt các bạn thì có rất là nhiều những cái ý kiến của anh chị nói là cái chiếc xe phiên bản cũ nó vẫn mang cái gì đó, thiết kế nó ngầu hơn, đẹp hơn, sang trọng hơn so với lại cái phiên bản mới. Nhưng khi cái chiếc xe S-Class phiên bản mới này bên Duy ra mắt được một năm rồi thì hầu như các anh chị khách hàng quên luôn cái chiếc xe S-Class thế hệ cũ luôn các bạn. Và hầu như là bây giờ Duy cũng không còn nghe những cái câu nói như vậy nữa. Và với cái chiếc xe S-Class thế hệ mới này các bạn, thì Duy đã quay cho các bạn xem rất là nhiều rồi, cũng như đây là một cái thiết kế có thể nói là hiện đại cũng như là tối giản. Và bên trong khoang nội thất được thiết kế rất là tinh giản luôn, và làm sao cho nó tiện nghi nhất cho cả người ngồi sử dụng bên trong của chiếc xe. Và đây cũng là một cái triết lý, một cái xu hướng hiện tại bây giờ về thiết kế xe ô tô của các hãng xe luôn các bạn nha, chứ không phải riêng về Mercedes-Benz nữa. Đó, và bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem lại bên ngoài, bên trong của hai cái chiếc xe S-Class này. Các bạn xem coi qua hai cái đời xe thì nhà sản xuất họ đã thay đổi như thế nào, và các anh chị khách hàng coi như là thích cái mẫu xe nào hơn thì có thể là comment cho Duy biết nha. Ok, đây là phần đầu xe của hai cái chiếc xe S-Class của chúng ta ha. Thì các bạn sẽ thấy là đối với cái phiên bản trước thì đầu xe được thiết kế nè, đây là những cái thiết kế truyền thống từ trước tới giờ của Mercedes-Benz ha. Đèn xe thì các bạn sẽ thấy là cái đèn xe rất là to ha, rất là to luôn. Nhưng mà đối với cái phiên bản mới này thì đèn xe được vuốt nhỏ hơn, nhìn nó có vẻ như là thể thao cá tính hơn ha. Thì các bạn thấy rồi, những cái chiếc xe bây giờ các bạn có nhiều hãng xe hầu như là làm cái đèn ở trên thành một cái mí mắt luôn, và ở dưới các bạn là cái đèn pha nó sẽ hạ xuống dưới luôn đó. Nhưng mà S-Class của chúng ta thì vẫn mang cái gì đó, mặc dù là một cái thiết kế trẻ trung hơn nhưng vẫn giữ được cái nét truyền thống của những cái dòng xe S-Class đó. Về lưới tản nhiệt thì các bạn sẽ thấy là hai cái chiếc xe này nó có một cái thiết kế lưới tản nhiệt gần giống như nhau đó, và cũng có hai cái thanh kép như thế này các bạn thấy không, vẫn là ba sọc ngang và có lưới tản nhiệt là những cái thanh kép đó. Nhưng mà đối với cái phiên bản mới này thì chúng ta sẽ thấy là cái lưới tản nhiệt được thiết kế bầu hơn một chút xíu so với lại cái phiên bản trước ha. Cản dưới cũng vậy, cản dưới của chiếc xe S-Class bây giờ nhìn nó có vẻ giống như những cái chiếc xe AMG các bạn nha. Nhưng đối với lại phiên bản trước nè, các bạn sẽ thấy nè, nó sẽ thiết kế khác hơn đó. Đây là một cái thiết kế có thể nó nhìn vào đó, các bạn sẽ thấy là nó thể thao hơn, trẻ trung hơn, các bạn thấy không đó. Và đối với những cái chiếc xe S-Class mới giờ bây giờ các bạn, thì các bạn sẽ thấy là lưới tản nhiệt nó có những cái mặt bích như thế này. Thì thực ra đây là những cái cảm biến, những cái radar nó nằm ở bên trong đó. Bởi vì là với phiên bản mới này nó có rất là nhiều những cái tính năng hỗ trợ lái an toàn so với là cái phiên bản trước đó. Và phiên bản trước thì các bạn sẽ thấy ở đây này, đây là cái chỗ để mở cái camera 360 độ thôi, hầu như là sẽ không có những cái radar hoặc là những cái cảm biến để hỗ trợ lái. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là khi mà nhìn bên hông thì cái mâm xe cũng vậy các bạn, đây là cái mâm xe, các bạn thấy nó rất là thiết kế coi như là basic ha, rất là truyền thống từ xưa tới giờ luôn. Còn như đối với cái phiên bản mới này thì cái mâm xe này các bạn thấy không, nhìn nó rất giống xương cá ha. Đây là những cái mâm xe nó mang gì đó, nó thể thao hơn so với lại cái phiên bản trước đây đó. Thì tiếp theo nữa là các bạn sẽ thấy là cái đĩa phanh của bên trong của hai chiếc xe S-Class này, thì đây là những cái đĩa phanh đều được đục lỗ và cùm phanh rất là to. Thì về hệ thống an toàn thì hai cái chiếc xe này nó cũng về hệ thống phanh, hệ thống an toàn của xe thì nó cũng tương đương như nhau thôi các bạn. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là tay nắm cửa, đây là những cái tay nắm cửa truyền thống rồi ha. Còn tiếp theo nữa, S-Class mới thì các bạn sẽ thấy là tay nắm cửa nó được ẩn vào bên trong nè. Đó, thì mang một cái thiết kế khí động học hơn cũng như là trẻ trung và hiện đại hơn các bạn ha. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy cụm gương chiếu hậu cũng vậy, nó được thiết kế nhỏ gọn hơn một chút xíu ha, thể thao hơn. Chắc chắn rồi các bạn, một cái chiếc xe nó thiết kế thì nó phải đi đôi cùng với nhau tất cả mọi thứ. Cụm gương chiếu hậu nó cũng sẽ tương thích với cái thiết kế bên ngoài, cũng như là đối với những cái phiên bản mới này nó cũng phải thiết kế lại. Bây giờ Duy sẽ đi sang bên hông một chút xíu. Các bạn sẽ thấy khi mà nhìn bên hông của hai cái chiếc xe này các bạn, thì ngoài cái tay nắm cửa thì nó vẫn rất là giống nhau ở phần bên hông này. Có nghĩa là khi mà chúng ta nhìn cái chiếc xe chạy từ bên hông á, thì các bạn vẫn thấy là nó có một cái thiết kế coi như là truyền thống từ xưa tới giờ rồi. Các bạn thấy khi mà chúng ta thấy chiếc S nó chạy ở ngoài đường các bạn, thường là cái phần mà đầu xe nó được cất lên, còn phía sau nó sẽ hạ cái đuôi xuống, nhìn nó rất rất là sang trọng ha. Nhìn nó giống như là một mũi tên đang lao về phía trước
Đó, nhìn nó rất là quy lực luôn. Đó, về phần đuôi xe thì các bạn sẽ thấy nè, cái đèn trước của các bạn thấy là cái đèn phía trước á, nó được thiết kế nhỏ gọn lại ha, thì chắc chắn rồi đèn sau nó sẽ cũng được sẽ vuốt nhọn luôn để nó tương thích với lại cái thiết kế của chúng ta ha. Đây, S-Class thế hệ mới bây giờ là được trang bị cái hệ thống vận hành 4 bánh toàn thời gian các bạn, Formatic. Đó, còn S-Class thế hệ trước đó nè, các bạn sẽ thấy là đèn đuôi xe ở phía sau nè, được thiết kế cũng rất là to, rất là khác so với lại cái đèn ở bên kia. Đèn bên kia thì được kéo dài từ bên khu vực này kéo dài sang cốp luôn, nhưng đối với phiên bản trước thì các bạn sẽ thấy một cái cụm đèn pha nó như thế này ở phía sau. Đó, về phần đuôi xe thì phía bô xe vẫn là hai bô đối xứng, giữa hai cái chiếc xe thì đều là giống nhau hết nha. Còn đối với phiên bản trước thì các bạn sẽ thấy ở đây nó không có chữ Formatic, có nghĩa là chiếc xe của chúng ta vận hành bằng cầu sao. Bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem ở bên trong cái khoang nội thất giữa hai cái chiếc xe này nha. Chắc chắn rồi bạn, cái thiết kế ở bên ngoài nó trẻ trung thì bên trong nó cũng phải trẻ trung theo ha. Đây, các bạn thấy nè, đây là một cái thiết kế rất là hiện đại và Duy cực kỳ thích luôn. Đó, các bạn thấy hầu như là các nút bấm của chúng ta đều bây giờ được giãn lược hết luôn rồi. Đó, chỉ còn lại những một ít nút bấm ở bên ngoài để khi mà chúng ta sử dụng những cái tính năng hoặc là cần sử dụng thì nó sẽ nhanh hơn so với là chúng ta vào cái phần cài đặt hoặc là vào cái phần màn hình cảm ứng. Đó, về phần ghế xe cũng vậy các bạn. Thông thường thì các bạn thấy là những cái chiếc xe S-Class thế hệ trước á, thì được cái thiết kế cái ghế nó khá là to. À, khá là to luôn, ghế bàn chúng ta ngồi rất là thoải mái, rất là rộng rãi. Nhưng đối với phiên bản S-Class mới nè các bạn thấy không, cái ghế của chúng ta rất là to nhưng được thiết kế nè, các bạn thấy không, cái khu vực này để ôm cái người nè. Đó, và nhìn cái ghế nó thể thao hơn các bạn thấy không, rất là sang. Đó, và các bạn thấy một điều á, là cái chiếc xe S-Class thế hệ mới này nó có cái gói tựa đầu phía trước nè, cả bốn ghế của chúng ta đều có cái gói tựa đầu như thế này, có nghĩa là cái chiếc S bây giờ các bạn nó không phải đơn thuần dành cho cái ông chủ ngồi ở phía sau nữa, mà là dành cho ông chủ có thể là tự lái xe luôn ha. Cho nên là ở khu vực phía trước này được trang bị hầu như là rất là đầy đủ so với lại cái phiên bản trước. Các bạn thấy nè, vô lăng cũng vậy ha, nhìn nó có gì đó nó trẻ trung hơn, đơn giản hơn thôi, thiết kế rất là đơn giản thôi, nhưng các bạn thấy nè, rất là sang các bạn thấy không. Màn hình cũng vậy. Đó, khu vực màn hình này thì các bạn sẽ thấy là giống như một cái máy tính bảng thôi, được đặt lên ở trên này thôi. Khu vực này cũng vậy, một cái máy tính bảng thôi. Đó, còn cái khu vực ở phía trên nè các bạn thấy không, rất là tinh giản luôn. Đó, những cái hốc gió máy lạnh bây giờ được thiết kế nè, rất là nhẹ nhàng ha. Đó, rất là đẹp luôn. Đèn xe thì các bạn thấy là sẽ thay đổi được rất là nhiều màu. Đó, giống như cái phiên bản trước thôi, cái phiên bản trước thì cũng có rất là nhiều những cái đèn viền màu nội thất này nọ rồi. Bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem ở khu vực phía sau. Đây, chắc chắn một điều bạn, S-Class bao nhiêu năm nữa hoặc là thế hệ trước đó như thế nào nữa thì S-Class vẫn là một cái chiếc xe dành cho ông chủ thích ngồi ở phía sau ha. Cho nên là cái phần phía sau là cái khu vực mà được trang bị hầu như là rất là tiện nghi rồi. Đó, các bạn thấy không, rất là đẹp ha. Đó, và bên khu vực này thì các bạn sẽ thấy là có một cái bờ bắp chân ở khu vực này để điều khiển cho khu vực máy lạnh nè, hoặc là nếu mà chủ nhân ông chủ chúng ta thích thì có thể là điều khiển ở trên cái màn hình iPad máy tính bảng ở đây. Rèm xe phía sau hoặc là ghế ở phía sau đều được chỉnh điện, đều được nhả 43,5 độ, hoặc là có cả ghế nằm luôn, thì chắc chắn là với hai phiên bản S-Class qua hai đời này thì đều có các bạn nha. Ok, bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem cái phần nội thất của chiếc xe S-Class thế hệ trước đó. Đây, nội thất các bạn thấy không, được thiết kế nó rất là liền lạc với nhau, nó mang một cái gì đó rất là sang trọng các bạn thấy không. Màn hình thì được thiết kế cũng là dạng một cái màn hình dài rất là hiện đại rồi, nhưng mà được ẩn ở dưới phía táp lô như thế này ha, nhìn nó cũng rất là liền lạc, rất là hay ha, rất là sang ha. Vô lăng thì được ốp gỗ thay vì là ốp da giống như cái phiên bản mới, thì thật sự với cái ốp gỗ này khi các anh chị khách hàng lái thì nó cảm giác nó rất là mát tay, rất là mát tay hơn so với lại cái bằng da. Nhưng mà trong trường hợp mà khi mà chúng ta đậu ngoài nắng, khi mà chúng ta lên xe mà chúng ta mới nổ máy lên á, thì có thể là cái vô lăng nó hơi bị nóng ha. Nhưng mà khi mà chúng ta chạy được một lúc rồi thì nó sẽ mát lại. Đó, và khu vực này thì các bạn sẽ thấy nè, những cái hốc gió máy lạnh được gắn ở trên này. Gỗ của chúng ta là gỗ màu nâu ha. Những cái nút bấm nó cũng rất là ít nút bấm thôi các bạn, nó sẽ không có nhiều nút bấm như những cái phiên bản trước đó nữa. Đó, nhưng mà nó vẫn nhiều nút bấm hơn so với lại cái phiên bản trước. Thật sự các bạn là
càng về sau những cái người mà thiết kế xe các bạn thì họ phải trải qua một cái quá trình sử dụng ha, xem những cái nút bấm nào hoặc là những cái tính năng nào mà cần sử dụng hàng ngày, cần thiết nhất thì mới đưa ra bên ngoài, còn không các bạn thì có thể ẩn vào bên trong hết luôn rồi. Ghế xe ở phía sau cũng vậy các bạn. S-Class của chúng ta, khu vực phía sau vẫn là cái khu vực rất là VIP, đầy đủ các tính năng hết, các bạn thấy không? Chỉnh ghế nằm là làm nóng, làm mát ghế nè, rèm xe hoặc là sunroof đều được chỉnh bằng điện hết rồi. Đó, và các bạn thể ý ha, chỉ có hàng ghế ở phía sau của chiếc xe S-Class này mới được trang bị cái gói tựa đầu như thế này thôi, mà phía trước của chúng ta thì không có trang bị nè. Các bạn thấy không? Đó cũng là một cái mà làm cho chúng ta nhớ tới ha, là chiếc xe S-Class phiên bản trước đó dành cho những ông chủ thích ngồi phía sau thôi, và với S-Class mới dành cho những ông chủ có thể là thích ngồi phía sau hoặc là ngồi phía trước và tự lái luôn các bạn nha. Đó là lý do tại sao trên tay nắm, trên cái phần ghế trước nó được trang bị cái gói tựa đầu, nó êm hơn ha, êm hơn. Các bạn thấy không, rất là đẹp ha, được thiết kế rất là tối giản luôn các bạn, đâu vào đó thôi, rất là liền lạc, rất là tuyệt vời ha. Về chất liệu thì mình không nói, bởi vì đây là cái phiên bản S450 Luxury, cho nên sẽ được trang bị nhiều cái da Nappa hơn so với lại cái phiên bản tiêu chuẩn trên cái dòng xe 2020 ha. Còn nếu phiên bản S450 Luxury đời 2020 các bạn thì vẫn được trang bị rất là nhiều những cái tính năng, cũng như là được trang bị cái da Nappa ha, hoặc là lo có thể là nhiều lo hơn so với lại cái phiên bản mà tiêu chuẩn này. Về phần động cơ giữa S450 phiên bản 2022-2023 và với phiên bản S-Class thế hệ trước thì các bạn sẽ thấy là có cùng một cái động cơ gần như là giống nhau thôi các bạn nha, gần như là giống nhau, đều là sử dụng cái động cơ 3.0 lít công suất là 367 mã lực, cũng như là được trang bị hai cái trục bô tăng áp. Đó, nhưng đối với cái phiên bản S-Class mới này thì còn được trang bị thêm một cái motor điện 48V được gắn lên trên bánh đà của động cơ, giúp cho việc khởi động xe hoặc là khi mà chúng ta đi trong thành phố nó sẽ tiết kiệm hơn nhiều so với lại cái phiên bản trước đây. Và thật ra các bạn tiết kiệm hơn thì cũng không phải gọi là tiết kiệm hơn đâu, nhưng đối với cái phiên bản S thế hệ trước bạn, khi mà chúng ta sử dụng cái tính năng là đề máy hoặc là tự động tắt máy khi dừng đèn đỏ thì nó sẽ có tiếng ồn hơn so với lại cái phiên bản mới bây giờ. Đó có nghĩa là bây giờ nó khởi động bằng cái motor điện rồi, cho nên là chúng ta sẽ cảm giác là nó sẽ êm hơn và hầu như là nó không có cái tiếng đề máy lại so với lại cái phiên bản thế hệ trước đó ha. Còn lại hầu như là đây là hai cái động cơ nó rất là tối ưu, rất là hiện đại của Mercedes-Benz rồi. Vừa rồi thì ít nhiều Duy đã cho các bạn xem sự khác nhau giữa hai cái chiếc xe S-Class qua hai cái đời khác nhau, và hiện tại bây giờ là hai chiếc xe này bên Duy đang bán với dạng là xe đã qua sử dụng. Để biết thêm chi tiết về hai cái mẫu xe S-Class này cũng như là tất cả những cái mẫu xe của Mercedes-Benz thì các anh chị khách hàng đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979, và nếu Duy thấy video của mình hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình, đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả những mẫu xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video tiếp theo.